chắc là sẽ có nhiều bạn sử dụng iPhone lock bị cái lỗi này. Đó là chúng ta gửi tin nhắn nhưng mà nó ghi là tin nhắn chưa được gửi. Đây là một cái lỗi mà iPhone lock bị rất là nhiều. Cái lý do của nó là do cái sim trong này nó chưa được đổi lại cái số trung tâm tin nhắn. Thì trước đây với iOS hình như là dưới 12 thì nó có thể là đổi trực tiếp trên cái iPhone lock luôn, chúng ta nhập cái mã mà sao 500 sao gì gì đó là chúng ta có thể là fix được. Nhưng mà sau từ iOS 13 đổ lên á thì hoàn toàn là chúng ta không dùng cái cách này được nữa mà bắt buộc chúng ta phải bỏ cái sim này vô một cái máy quốc tế để nó áp tự động cái trung tâm tin nhắn hoặc là chúng ta phải bỏ qua một cái máy Android hoặc là máy Nokia đập đá gì đó thì bây giờ mình sẽ tiến hành fix cái lỗi đó thì đầu tiên các bạn lấy sim ra và sau đó bỏ qua một cái máy Android bây giờ mình sẽ bỏ sim này vô trong máy Android khi mà các bạn bỏ cái sim của mình vô cái máy Android để mà các bạn đổi số trung tâm tin nhắn á thì ở cái đoạn này các bạn phải lưu ý nha mình đã thử làm cái phương pháp này trên một cái số máy dòng Sony thì nó lại hoàn toàn là không làm được cái phần tin nhắn mặc định của Sony thì chúng ta không đổi được cái số trung tâm tin nhắn thì các bạn nên lưu ý cái điều này nha còn đối với như ở đây mình có máy Samsung á thì đổi rất là dễ chúng ta đầu tiên là vào cái phần là tin nhắn nha các bạn chúng ta vào phần tin nhắn chúng ta vào phần cài đặt chọn vào nhiều cài đặt hơn chọn vào tin nhắn sms đây thì mặc định nó sẽ không có số gì ở đây hết nó không có gì ở đây hết nha ở đây là mình đã phích sẵn rồi thì cái phần mà số trung tâm tin nhắn các bạn chỉ cần copy bỏ ở đây và mình sẽ để các cái số trung tâm tin nhắn của các cái mạng mà Viettel, Vina, Mobi ha các bạn có ở Việt Nam mình sẽ để cái phần miêu tả của video các bạn cứ vô đó copy bỏ vô đây rồi sau đó chúng ta bấm đặt là xong rồi đó các bạn Chúng ta đã fix xong. Bây giờ mình sẽ bỏ cái sim của mình vô lại iPhone lock để coi coi nó có nhắn tin được hay không. Ok các bạn, bây giờ mình đã bỏ sim vào trong cái iPhone SE lock của mình. Lập tức là nó hỏi lên là có kích hoạt FaceTime hay không. Nha, rồi lên sóng ok. Rồi bây giờ mình sẽ thử lại cái cú pháp hồi nãy là cú pháp là kiểm tra dịch vụ rồi để coi nó còn nó còn bị là đó thấy chưa? Lập tức luôn nha các bạn. Mình chưa nói hết câu luôn, lập tức nó là đã... Đó, nó đã báo kết quả chứ nó không còn bị cái hiện tượng là tin nhắn chưa được gửi ha và cái cách này không phải là chỉ đối với lại số tổng đài đâu các bạn mà các bạn gửi cho các cái số khác nó đều là được phích thành công nha các bạn gửi được tin nhắn hết rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video chúc các bạn thành công